video trong cái lâm mới làm lại xong mình test cho nên xe zin nó chỉ chạy tới đây nha anh em, nhưng mà mình làm nồi á nó sẽ chạy qua đây luôn, nó sẽ đề ba với hậu thì nó to có hơn, cũng là chạy nhẹ. Rồi giờ thử đi anh em, yêu cầu điện thoại bảo nha.